Mixer số hay còn được gọi là van số hiện nay rất được quan tâm trên thị trường âm thanh hiện nay do khả năng tinh chỉnh âm thanh. Do đó mà các hãng nổi tiếng liên tục cho ra các dòng mixer số đa dạng mẫu mã và giá thành từ thấp đến cao. Nhưng một trong những thương hiệu có giá thành rẻ mà thiết bị đạt chất lượng tốt thì phải kể đến Bosa, và điển hình là dòng van số Bosa X5. Mixer Bosa X5 được đóng gói trong một hộp giấy bị cứng chắc chắn. Các phụ kiện bên trong hộp bao gồm dây kết nối, dây nguồn, remote, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và cuối cùng là Bosa X5. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Và đầu tiên mình sẽ đánh giá về cái thiết kế của con Bosa X5 này. Mixer Bosa X5 có lớp vỏ nhôm chắc chắn bao vệ linh kiện bên trong. Lớp nhôm được sơn phủ tinh điện mờ để chống bóng vân tay, rỉ sét và chảy xước. Các khe tản nhiệt ở bên trên có khả năng hạ nhiệt các chi tiết bên trong, tăng hiệu suất hoạt động của mixer. Mặt trước của mixer Bosa X5 được trang bị màn LED hiển thị thông tin chi tiết khi điều chỉnh mixer. Ngay trên màn hình là cổng nhận tín hiệu của remote. Ở bên phía trái là ba cổng vào 6 ly của micro và ba nút điều chỉnh riêng biệt tương ứng với từng mic. Bên phải là các nút chức năng như ba nút vặn điều chỉnh volume tổng cho mic, effect và nhạc nền. Kế đến là các nút chức năng để điều chỉnh echo, reverb, lưu lại cấu hình hoặc gọn cấu hình ra, vân vân. Cuối cùng là phím tăng giảm echo và reverb và núm xoay cho từng mode đã setup sẵn cho từng mic. Và tương tự như những dòng mixer digital khác, ở mặt sau của mixer Bosa X5 được bố trí các cổng kết nối của thiết bị như cổng vào nguồn điện, cổng tắt nguồn, quạt tản nhiệt, cổng USB giúp cho người sử dụng điều chỉnh hiệu ứng bằng máy tính, các cổng input và 6 cổng RAMen bằng jack Canon. Và bây giờ mình sẽ liệt kê các tính năng chính của con mixer Bosa X5 này trên cái phần mềm Audio Effect Controller. Và đây là giao diện tổng của cái phần mềm này. Thì nó sẽ bao gồm ba cái đường tiếng chính, đó là phần music, phần micro và phần effect, echo và reverb. Thì tương ứng với mỗi phần thì chúng ta sẽ có các giải tầng equalizer này. Tương ứng với mỗi điểm chính này thì giúp chúng ta hiệu chỉnh các phần bass, mid, treble dễ dàng hơn, từ 20Hz đến 20kg. Bên phần micro cũng vậy, nó cho thấy chúng ta hiệu chỉnh cái phần chống hú gần bảy mức độ. Và tương ứng các giải tầng equalizer này, còn effect thì nó ít hơn, nhưng nó sẽ bao gồm cả phần echo, phần reverb, giúp cho âm thanh ra được mượt mà hơn. Phần main out, chức năng chính của main out á là để cho các bạn giới hạn cái tín hiệu đầu ra lại, thì tùy theo mức độ sử dụng và nhu cầu sử dụng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Với thiết kế nhỏ gọn hiện đại, cũng như là hiệu chỉnh echo reverb tốt, chấm hú tốt, dễ dàng phối kết với các thiết bị khác như là cục đại công suất hoặc là âm ly, thì mixer Bosa X5 của chúng ta hội tụ đầy đủ các yếu tố của cái dòng mixer cao cấp khác. Và chỉ với mức giá là 4,5 triệu, thì đó quả là một thiết bị mà phù hợp cho tất cả các dàn karaoke gia đình. Nếu các bạn cần thêm thông tin về sản phẩm thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc gọi qua số hotline để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm âm thanh trực tiếp thì các bạn có thể đến ngay các showroom của Vidia Shop để được các nhân viên hỗ trợ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.